Màu là dễ thương nhọc. Màu dễ thương giống anh Bảo Tôn hí. Ừ. Hai anh Bảo Tôn màu dễ thương không? Ừ. Thì đây là cái set 50 màu ha. Thì cái set này có cái những cái màu này. Thì đó những purple thì cái màu này mình đắp ha. Thì dip nó cũng ra như vậy, thì cái này là 2 in 1 hay 4 in 1 cũng được. Đó, và xong rồi mình kèm theo những cái kim tuyến trong cái set 15 màu và những cái nói chung là những cái foil này design thôi ha. Đó. Hai chị Lisa, chị khỏe không nhỉ? Ừ. Hai chị Yến Phi Trần, chị khỏe không? Màu dễ thương không? Thương chưa nhỉ? Ừ. Đó. Màu rất là tươi ha, cho rất là tươi cho cái màu của cái summer. Thì anh chị nào muốn làm những cái màu summer hot và nổi thì các bạn có thể order những cái màu này trong bên Just Nail hí. Ừ. Hi Mimi. Thank you anh Steven Tạ Bảo Tôn hí. Ừ, hai anh Việt Nguyễn hí. Đó thì đông đó. Hai anh Việt anh khỏe không hí? Thì đây là bây giờ mình sẽ start ha. Hai anh Mai cả nhà hí. Hai Hà chị Hà hí. Hai anh thank you anh Tôn hí. Ừ. Dễ thương không? Dễ thương giọng anh hí. Đó. Thì bây giờ những cái ngón này thì là đó đã có những cái màu purple, thì cái trong này cái đèn nó hơi tối thì nó có bên đây mình làm cái màu này pink. Bây giờ mình nhảy qua cái ngón này thì mình sẽ làm cái màu này purple ha. Và xong rồi mình sẽ đổi lại cái tông thôi, chứ nhưng mà nó vẫn là xem cái design thôi. Mình chỉ là muốn sâu cái màu nó ra như thế nào. Ừ. Nóng quá hỉ. Hai anh Henry anh khỏe không hỉ? Ôi chà, anh Việt anh cười hoài hí. Ok hí. Ok, bây giờ Smile sẽ đắp bột ha. Đó. Thì cái ngón này thì những cái màu purple lúc nào nó cũng rất là khó làm ha. Thì mình á, thì nếu mà mình làm một cục không nó ra không có nhuyễn á, thì mình làm hai cục thì ra nó ok hơn ha. Ừ. Thì nếu mà những cái màu purple này hay là những cái màu mà khó đậm đậm á, thường thường các bạn đắp lên, các bạn dũa đi, nó sẽ dễ rất là bị thấy là purple hay sometime là vậy. Rất là dễ, tại vì những cái màu này là những cái màu original, nó không có kim tuyến ở trong. Thì tất nhiên nếu mà mình dũa nhiều thì tất nhiên nó sẽ lòi ra những cái mà gọi là bubble ha. Thì mình làm sao để mình khắc phục được những cái điều đó? Thì mình làm những cái màu này lên, thì nếu mà mình vuốt không có nhuyễn á, thì mình có thể apply một cái lớp clear ha. Mình apply một cái lớp clear để cho nó cover lại, để khi mình dũa nó không có sẽ bị thấy bubble hay là bị gì hết ha. Và thứ hai, nếu mà các bạn đắp chuẩn rồi, đắp đẹp rồi thì các bạn không cần dũa, chỉ cần chạy cuticle rồi buffer thôi ha. Rồi hí. Ôi chà. Bây giờ mình sẽ bỏ cái chai number one của chai bon, của chai dip nha, của Just Nail ha. Thì để lên để cho làm cho cái cách mà cái chất mà kết dính mà nó dính chắc hơn hí. Đó. Thì cái ngón này hồi nãy là mình đã làm cái thì purple ha. Cái ngón này là purple với ombre, thì các bạn thấy cái ombre ra rất là dễ thương ha. Thì bây giờ mình sẽ đổi lại qua cái này là cái màu hồng, và cái ombre là cái màu orange ở trên để cho nó đi xuống để cho nó dễ thương hí. Hai anh đài OCC hí. So beautiful right, very sexy hí. Em khỏe, anh khỏe không hí? Bây giờ Smile sẽ lắp cái ngón này là cái màu hồng nha. Cái màu hồng này là cái màu hồng summer, rất là dễ thương giống như là các bạn đang coi vậy ha. Đó. Bây giờ mình sẽ bỏ lên. Mình sẽ bỏ lên ha, là 70% thôi ha. Bây giờ mình sẽ lôi nhẹ từ từ, màu rất là dẻo ha. Bây giờ mình sẽ đẩy nhẹ này ha, đẩy nhẹ thôi, nhẹ nhàng thôi hí. Đó. Đó, để nhẹ nhàng thôi. Đó, các bạn không có sợ là nó mau khô nha. Các bạn có thêm thao để các bạn chỉnh sửa nha. Xong rồi mình bắt đầu mình sẽ lấy vuốt từ bên hông ha, và bên này hông đi xuống ha. Đó, đó các bạn thấy không? Vuốt dần đi xuống nó rất là dẻo ha. Đó, oh my god, you're so beautiful color ha. Đó, rất là tươi, cái màu rất là tươi tươi giống như là smile vậy ha. Đó, đi xuống nhẹ nhàng hí. Ôi trời ơi, dễ thương hí. Đúng rồi hí.
Đó, đi xuống. Bắt đầu mình vuốt lại nhẹ nhàng ha, để mình chỉnh lại cho nó đều cái shape ha, để cho cái bột nó xuống nó đều, nó không có bị thô lên, nó không có bị gồ ghề ha, thì các bạn sẽ đỡ phải dũa hơn nha. Rồi xong tới phần này này ha, thì các bạn vuốt hai bên hông cho nó vô để cho nó gọn. Bắt đầu mình sẽ chỉnh cái shape lại ha, để tí nữa mình sẽ đỡ cái thời gian là mình phải dũa cái shape lại cho nó vô. Đó, trừ khi nào những cái ngón design thì bắt buộc thì nó dày một chút thì mình phải dũa nhiều. Còn những cái màu mà mình đắp một cục vậy nè thì mình nên cố gắng mình khắc phục được hơn là mình làm cho nó chuẩn, để tí rồi mình sẽ đỡ dũa hơn ha. Đó, các bạn thấy không, thấy Smile vuốt tới vuốt lui, mặc dù nó đã ra ok rồi, ra ok rồi, nhưng mà Smile vẫn vuốt tới vuốt lui để gì, để cho cái đường bột cho nó, cái đường bột cho nó ra nó smooth thế đó vô đó. Nhưng mà muốn mà vuốt cái bột mà nuốt vậy thì mình cũng phải cần có cái lông kiếm, nó phải gứt nha, thì mình vuốt mới ra nha. Chứ không phải là muốn vuốt ra như vậy là mà gặp phải cái cọ mà không có ra gì ha. Mình phải mua cái cọ gì cho vuốt cho nó sướng nhỉ. Lông của Smile này rất là mượt. Ok nhỉ. Bây giờ Smile oh my god. Bây giờ Smile sẽ lấy cái màu natural này ha. Thì tất nhiên cái màu natural này thì tất nhiên hai cái tông này thì nó quá xem với nhau. Thì tất nhiên thì mình bỏ lên cái purple, cái màu purple này thì ok ha. Mình bỏ lên cái purple này thì ok, nhưng mà mình bỏ lên đây thì nhìn ra nó không có sắc sảo, thì mình phải lấy cái màu gì? Mình sẽ lấy cái màu nude, có nghĩa là màu brown, để cho nó show up hơn lên trên cái màu này hí. Đó, cho lấy cái màu nude ha. Brown nude. Cái màu brown nude là nó có cái màu brown này, nó có trong cái set 50 màu luôn nha. Nó cũng tựa y chang như này ha, các bạn thấy không? Đó, nó tựa vậy. Ồ mà các cái màu rất là dễ thương ha, giống như là da nâu nhìn lâu mới khoái. Ok, bây giờ thì mình phải test cái màu trước đã. Mình phải test cái màu trước coi cái bột nó có dẻo hay không, chứ không phải là các bạn lấy cục bột lên mà thấy nó khô quá, các bạn vuốt cái ombre là nó bị đơ lên. Mình phải test cái màu nó có dẻo không. Mình cần phải lấy nhiều nước hay là ít nước để mình vuốt ra cái ombre ha, chứ không phải lấy cục bột lên mà nó khô là mình vuốt một cái là coi như là bị đơ một cái ombre là coi như là xấu hí. Đó, mình phải test rồi ha. Khi mà mình test thấy nó dẻo rồi, ok, thì mình sẽ bỏ lên ha. Đó, mình sẽ bỏ lên. Đó, bỏ lên. Bắt đầu mình sẽ tém nhẹ bên hông, và bên hông này ha, cho nó sát cái phần cuticle. Đó, các bạn thấy không? Bắt đầu mình sẽ vuốt cho nó ra này, ha, vuốt cho nó ra. Oh my god, so beautiful, right? So sexy. Đó, bắt đầu mình sẽ vuốt nhẹ sơ lại ha, vuốt sơ lại cho cái màu nó hòa nhuyễn vào nhau. Đó, rất là dễ thương ha. Đó. Nếu mà mình lấy cái tông hồi nãy, cái tông mà bên ngón kia thì tất nhiên cái màu nó sẽ bị chói với nhau liền, tại vì hai cái màu nó quá song song với nhau, nó tựa như nhau, thì mình làm cái ombre ra thì nhìn nó không có sexy ha. Đó, mình làm cái ombre là mình phải làm cho nó sexy đó. Xong rồi mình sẽ chỉnh lại cho nó đẹp ha. Oh my god, dễ thương quá hí. Đó. Oh, anh Thai, anh Ryan, anh khỏe không hí? Đó, anh khỏe không, lâu quá không gặp anh hí. Dạo này anh ra răng rồi, anh mình rắn chưa? Ok, bây giờ cái ngón này thì mình sẽ đắp một cục ha. Thì hồi nãy đã Smile đã nói là cái purple làm sao liền thì nó rất là khó. Nếu mà mình vũ nhiều nó sẽ nổi bong bóng liền. Tại vì sao? Cái màu purple lúc nào nó cũng rất là khó, mình bị rất là nhiều rồi. Đó, trừ khi nào mình upline, mình mix với cái diamond với cái clear thì tất nhiên không có sao hết, nhưng mà cái màu original thì nó sẽ bị liền ha. Ồ khoa hí. Anh đi làm về chưa hí? Tội nhau hí. Bây giờ mình sẽ bỏ lên ha, là 80% thôi. Tại vì sao? Đó, 80% thôi. Để mình làm từ từ thôi cho nó đẹp ha. Để tại sao? Để mình không muốn dũa cái ngón này nhiều. Đó, không muốn dũa cái ngón này nhiều thì mình đắp hai cục. Bắt đầu mình để cho nó xuống ha, để cho nó xuống, bắt đầu mình sẽ đẩy lên lại. Đó, đẩy lên lại ha. Đó. Đẩy lên lại ha. Bắt đầu mình sẽ linh sơ nhẹ lại ha, linh sơ lại nhẹ lại. Đó. Bắt đầu mình sẽ lấy nước ha, mình sẽ vuốt này ha, từ trái qua phải. Không, từ phải qua trái lại ha, nhẹ nhàng thôi, đừng có vuốt mạnh quá nha. Vuốt mạnh quá là nó sẽ nổi bong bóng lên nha. Đó, tại những cái màu purple này nó rất là khó làm. Đó, mình phải biết cách để mình khắc phục được nó nha. Đó.
Đó thì ai mà mua bột này về thì phải biết cách nha, không biết cách là coi như là không phải lỗi của bột mà lỗi do mình nha. Đó, các bạn thấy không, vuốt rất là nhẹ nhàng ha, các bạn thấy không, xuống rất là dẻo dàng ha, rất là dẻo dẻo giống y như là smile vậy đó. Đó, dẻo giống như smile hí. Đó, vuốt lại chỉnh lại cho nó đẹp này ha, chỉnh lại cho nó tươi, cho nó mượt, cho nó smooth hí. Đó, smooth không? Rất là smooth ha. Bắt đầu mình sẽ đi xuống tới cái đầu móng ha. Đi xuống tới cái móng mình chậm lại nè ha. Chậm lại thôi, chậm lại thôi, chậm lại thôi ha. Để mình không có làm cho cái bột nó dư quá ha. Đó, không cho nó dư quá, cho nó chảy xuống móng được thì nó sẽ sạch sẽ hơn. Đó. Đẹp không hí? Đẹp hí. Đó. Oh my god, looking so beautiful, right? So beautiful. Đó, bây giờ mình sẽ vuốt nhẹ hai bên hông lại hí. Vuốt từ từ thôi. Oh my god, so sexy. Đó, để lên ha, để lên vuốt nhẹ lại ha. Hai anh Ryan hí. Ok, hôm nay răng rồi anh làm được không? Hôm nay làm được không? Bây giờ mình sẽ bỏ một cái lớp kế tiếp ha. Mình sẽ bỏ một cái lớp kế tiếp. Bắt đầu mình sẽ nhấn nhẹ cái phần bên hông. Và cái phần hông này nhẹ nhàng thôi. Đó, nhẹ nhàng thôi ha. Bắt đầu mình sẽ vuốt nó xuống. Nhẹ nhàng ha. Vuốt nhẹ nhàng thôi. Bây giờ mình sẽ lin sơ lại nè ha. Đó, cho dù nó có ra chảy thì mình phải lin lại. Để làm gì? Để tí nữa mình khỏi cần phải chạy máy nhiều ha. Tại vì sao, khi mà bột ra mà mình không có chịu lên á, tí thì mình chạy máy sometimes dễ đau tay người khách lắm. Bởi vậy mình chỉ cần kỹ một chút xíu thôi thì mình sẽ rút gọn rất nhiều cái thời gian của mình ha. Đó, nó không có mất thời gian của mình mà các bạn thấy không, nó rất là tròn, rất là dễ thương, rất là sạch sẽ hai bên hông và trên cái cuticle hí. Đó. Do you cho anh do you have new color? Đẹp đẹp vô hầu hí. Cái 200 màu sẽ sắp tới là 2 tuần nữa Chanel sẽ ra nha. Thì các bạn có thể đợi tới ngày đó nếu mà các bạn muốn order 200 màu. Thì tại vì bây giờ là mình làm 200 màu này đi với cái nước sơn nha. Thì tất nhiên nếu gặp các bạn muốn đợi tới đó thì các bạn có thể đợi. Và nếu mà các bạn cần cái những cái màu summer này á thì các bạn có thể order bây giờ, tại vì có sẵn bây giờ cho các bạn để order ha. Đó. Ôi chà ơi, dễ thương hí. Ôi chà. Bây giờ mình sẽ làm cái ngón này là cái màu pop. Chết rồi, tay mình đụng qua rồi. Đó, chỉnh lại cho nó sạch, đừng cho nó xấu ha. Ok, bây giờ mình sẽ làm cái ngón này chỉ là cái màu sparkle, với là mình bỏ thêm cái marble với cái đường da đánh lên thôi cho nó dễ thương ha. Nó không có màu mè lắm ha. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ một chút sparkle lên hí. Đó, bây giờ mình sẽ nhấn nhẹ thôi ha. Đó, nhấn nhẹ thôi ha. Bắt đầu mình sẽ lấy một chút liquid nè, tại vì cái sparkle này á, những cái leader này là mình chưa có mix nha, mình chưa có mix với clear, bởi vậy nó sẽ không có dính nha. Bởi vậy tí nữa mình sẽ phải ủ cái lớp lại clear ha. Đó, bây giờ mình sẽ đẩy sát chọt chọt nó vô này ha, chọt cho nó sát cái cuticle ha. Đó, càng sát nó càng đẹp nha. Ui chà chà chà, phone co rồi. Ui chồng phải kêu về rồi. Đó, vợ đang đi làm đẹp mà, sao phải gọi về sớm thế nhỉ? Đó, phải cho vợ làm đẹp chứ. Đó, đẩy cho nó sát vô ha. Ôi chà ơi, cái này nó rìa ra lại rồi nè ha. Đẩy cho nó sát vô, sát vô, sát vô, sát vô ha. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ một cái lớp cái foil lên nha. Do you have new color? No, có bán thiếu không? Có chứ. Bán hết, cái gì cũng bán hết. Đó, bỏ lên ha. Đó, bỏ lên, đỏ lên ha. Đó, bỏ lên cái foil lên, chọt chọt cho nó bành ra ha, chọt chọt cho nó bành ra nè ha, cho nó bành ra hết. Rồi xong rồi mình áp thêm một chút xíu lên nữa thôi, đừng có nhiều quá ha, đừng có nhiều quá, đơn giản mà nhìn nó dễ thương. Ha, đó, cho nó dễ thương chút ha. Ui chào, nhìn dễ thương hí. Chà chà. Ui chà, tắt tắt. Ui chà. Ôi chà, tắt rồi, tắt rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ một chút cái clear lên, có nghĩa là lên cái phần này ha, để cho nó giữ lại, để cho nó không có bị chảy ha. Để khi mình làm cái phần kế tiếp thì nó đã khô, và sau đó mình sẽ cover lại cái lớp mình sẽ cover từ trên xuống dưới hí. Đó, cho nó giữ chặt lại cái sparkle thôi.
Đó ha. Nhưng mà mỏng thôi nha, đừng cho nó dày quá nha. Mỏng thôi, mỏng cho nó dễ thương. Đó, bây giờ mình sẽ apply hồi nãy là cái ngón bên kia là purple. Đây thì các bạn có thể thấy ha, là cái màu purple ha. Thì bây giờ các bạn thấy dễ thương không? Rất là xinh ha, rất là tươi, giống như là ngôi sao băng vậy đó. Đó. Bây giờ mình sẽ apply cái màu hình như cái màu đó là cái màu bây giờ cái màu hồng ha, hồng tươi này ha. Đó, hồng này giống như là cái màu màu cam, màu chuối gì đó. Đó. Coral, đúng rồi, màu coral. Đó, màu coral ha. Đó. Bây giờ mình sẽ vuốt nhẹ thôi, nhuột nhẹ thôi nha. Đừng có mỏng quá nha, đừng có mỏng quá, nhẹ thôi, càng nhẹ nó càng ra đẹp nha. Đó. Các bạn thấy không? Vuốt nhẹ nhàng thôi, mình càng nắn nót chừng nào thì nó càng tươi chừng đấy hí. Đó, giống như mà phụ nữ mà được make up vậy đó. Đó, rất là dễ thương, rất là xinh. Đó. Bây giờ mình sẽ lên nó ra ha. Tại cái này dư bột này, mình phải lên nè ha. Đó, lên bắt đầu mình sẽ chỉnh lại cái set ha, để cho nó dễ thương. Đó. Các bạn mà có question gì thì cứ hỏi Smile nha, Smile sẽ trả lời hết nha. Đó, còn các question gì về bột thì cứ hỏi nha. Đừng có ngại ngôn. Đó. Đó. Đó, ok, thì bên nó đã như thế này ha. Thì xong rồi, cái da đánh của mình đâu rồi? Cái da đánh của mình thì nó đã nằm đây. Thì mình chỉ cần ịn một chút xíu đây thôi. Mình ịn một chút xíu đây thôi ha. Không, ịn chút xíu là mình lôi ra thôi, chứ mình không có làm cho nó nhiều ha. Đó, nó chỉ vậy thôi nè ha. Các bạn thấy không? Đừng cho nó đi vô quá ha. Đó, tùy theo mỗi người nha, tùy theo mỗi người thích nha. Đó, thì Smile thì thích như vậy thôi. Nó đơn giản vậy thôi, thế nhưng mà nhìn nó thật sự nó rất là sang. Đó, nó sang và nó chảnh nữa. Đó. Bây giờ bỏ một chút cái clear lên ha. Bỏ chút clear lên cho nó dễ thương ha. Ui chào, mình dễ thương hí. Ui đi mà ai đang chiều nổi hí. Ui chà, mình dễ thương. Đi đi ra đường mà ai mà chiều cho nổi. Lúc đó là về coi như là trong là phải ghen, trong là ghen là coi như là chết, là coi như là hai Smile rồi. Đó, cho nó lên chút xíu thôi. Xíu thôi, đừng cho nhiều quá nó mất cái sự sang trọng đi ha. Nó mất cái sự sang trọng ha. Mua cả giá rảnh này ở đâu? Ồ trời ơi, ở ngoài Walmart nhiều lắm. Hoặc là trong Michael nhiều lắm anh ơi. Đó, Michael nha. Xong rồi. Ngon ý xin vài trường Smile hí. Bây giờ mình sẽ ủ một cái lớp clear lên hí. Ủ một cái lớp clear lên. Over lại từ đầu hết tới cuối nha. Đó, đẩy nhẹ lên ha. Bắt đầu tém vô ha. Bây giờ mình sẽ vuốt cho nó mỏng lại nè ha. Đừng cho nó dày quá ha. Đó, vuốt cho nó mỏng lại ha. Đi xuống từ trên xuống dưới ha. Hết móng nha. Đó, và tí nữa mình sẽ vuốt mỏng xuống nha, chứ không mình không có Smile không có để dài vậy nha. Đó, Smile sẽ vuốt mỏng xuống ha. Đó. Ui chào, mình dễ thương hí. Đó. Đó, vuốt cho nó lại ha. Đó, vuốt cho nó lại thôi. Ô chào ơi. So beautiful hí. Đó, tí nữa Smile sẽ vuốt mỏng nha, chứ các bạn nhìn vậy không phải là để Smile để dài vậy đâu nha. Qua mặt nằm hàng nào vậy anh Smile? Qua mặt nằm cái qua mặt nó nằm hàng nào, tại vì một cái qua mặt á nó có một cái chỗ để nó sắp xếp một cái chỗ khác cho mình, không có thể biết được cái qua mặt nó để chỗ đúng không. Cái qua đắp bột làm sao để không bị lip lip là tại vì mình không có làm cho cái bột nó ướt quá, bởi vì khi mình bỏ cái bột lên á mình phải làm cho nó ướt và đừng cho đắp cho nó ra da nhiều quá nha. Với lại khi mình chạy máy chạy nhám mình chạy cho nó kỹ chút, rồi mình nhớ bỏ cái good primer một chút ha. Thì bây giờ cái ngón này là marble hí, thì marble thì hai màu hí. Đó. Thì hồi nãy là Smile đã làm cái ngón bên kia là cái màu cái ngón này ha. Thì nó đã là như thế này, màu hồng và màu purple. Thì bây giờ Smile sẽ đổi tông, có nghĩa là màu trắng và màu hồng nhé. Nằm hàng trái cây. trời, đâu có đâu phải đâu. Chết á, chết Smile, người ta chửi chết á.
đừng 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 nói vậy, người ta chửi smile chết. Ừ, mất công ra tìm ông có nữa về chửi smile nữa, nhắn tin ôi trời ơi cái ông này ông xạo quá ha, đó là chết đó. Mà purple lên ha, ôi trời ơi dễ thương hí đó, đưa nó lên. Tí mình sẽ add cái màu purple, màu clear đờ vô. Ôi trời ơi, nhìn nó sương mà dễ thương, dễ thương giống như gì á ha. Đó, dễ thương hí. Vô anifest bản nhiều lắm, đúng rồi. Crystal clear powder và crystal powder của Chanel khác nhau chỗ nào? Cái crystal là giống như là cái crystal về mà double thì khác, mà cái crystal để mid bột là khác nha. À, một bộ móng này là được phi, tại vì cái này mình làm phi đó, mình không có làm tiền. Làm tiền nó chửi chết. Đó, ai mà muốn làm bộ nail đẹp hay là ai muốn làm những cái bộ nail để đi chơi thì cứ ghé thăm Smile nha, Smile làm phi chứ. Đó, tại vì Smile đang rảnh lắm. Rảnh lắm. Đó, đó. Bây giờ mình sẽ chê một cái chút cái clear the lens ha. Chê một cái chút clear the lens. Đó, chê một cái chút clear the lens ha. Đó, bỏ lên. Thì các bạn muốn làm theo cái kiểu nào cũng được nha. Thì Smile chỉ làm theo cái kiểu này thôi, đơn giản thôi ha. Đó. À, anh làm ở nhờ phi nha, em qua làm phi em kêu anh. Ok, qua đây anh làm phi cho. Trời ơi, anh làm phi cho đi chơi. Đó, phi cho, phi hết luôn. Phi là cho bột mang về luôn. Ờ, chọc chọc cho nó tia ra ha. Cho nó tia ra cho nó dễ thương. Coi cái ngón này ha. Ồ trời ơi, khi mà mình sơn bóng lên nè, các bạn thấy không? Nhìn rất là baby luôn á. Một bộ trung bình ở bên đây là khoảng là nếu mà không có design ấy em, hay là gì đó là 60 đồng ha. Đó, chỉ đắp bột một màu thì 60 đồng. Còn mà design thì trên còn khoảng là cũng là 80 hay là 70 gì đó, bình hay là 100 tùy theo cái design của người khách muốn nha. Đó. Với lại tùy theo bao nhiêu lâu mình bỏ ra bao nhiêu time để mình làm cái bộ nail đó nữa. Chứ không phải là mình làm nhanh mà mình chạc theo cái số tiền lớn là không có được. Đó. Vuốt cho nó vô, cover lại ha. Tí là mình vuốt mỏng lại hết, vuốt mỏng lại hết ha. Đó. Vuốt cho nó ra ha. Dễ thương quá nha. Điều một điều nha vị. Điều ok, ok. Nói mà, Smile giữ lời mà. Đó, qua đây làm cho phi luôn. Đó, phi hết, xong rồi về. Thì cái ngón này thì mình sẽ làm cái màu purple, màu clear lên ha. Thì nó cũng là tương tự với nhau, nhưng mà cái ngón này thì mình bỏ clear bự, cái clear đờ bự lên thì nó nhìn nó dễ thương hơn. Thì nó cũng giống như nhau ha. Thì mình sẽ lấy một cái cục pink, một cái cục white lên ha. Ok, cái này clear rồi ha. Cục pink and cục white lên ha, bỏ lên. Đó. Bây giờ mình sẽ đưa xuống ha. Đó, đưa nó xuống. Nó tự tự như vậy thôi ha. Đó. Bây giờ mình sẽ add một cái lớp clear the lens. Đó, add lên, add nó lên. Bây giờ mình cũng add một cái lớp purple ở dưới. Đó, cho nó dễ thương ha. Đó. Xong rồi mình sẽ add một cái lớp clear the bự lên. Add lên bự lên trên mặt cái màu đen luôn ha, màu clear the màu đen luôn. Thì các bạn muốn order những cái clear the này các bạn có thể vô Chanel ha. Thì mình có cái kim tuyến là 15 màu. Đó, bột màu thì rất là nhiều, thì các bạn có thể order trên ha. Đó, ôi chào gần dễ thương hí. Đó. Giống như là ngôi sao chìm cái gì đó. Nếu mà mua Mukakla lên thì em đang ô giấy hả?
Tại vì mua cara lên thì các bạn không có thể mình thấy cái mình đắp thấy cái rõ cái bột, cái mình lấy cái ok thì mình lấy cái bột như thế này ha. Thì lấy nước vậy nè ha. Mình lấy nước vậy nè. Ha, đó lấy nước này. Nhẹ thôi, xong rồi mình đẩy lên, nhấn vô, lấy lên. Ha, đó. Vậy thôi ha. Tại mình mua vậy thì các bạn không có thể thấy được cái màu của mình đắp ra. Đó, tại vì cái camera nó cũng không có đạt được cái tiêu chuẩn good lắm. Đó. Ha, giờ mình sẽ vuốt cho nó xuống hí. Vuốt cho nó xuống hí. Đó. Vuốt cho nó xuống. Ui chào anh dễ thương hí. Làm về tối là đi nhảy đầm hí. Đó. Về ngủ có chừng là có chừng chồng là coi như là chồng đè ra cắt móng tay hết là chết. Đó, thế là xong hí. Thì bây giờ đây là cái bộ nail đây ha. Thì bên cái màu này là cái màu purple, còn bên ngón này là mình đổi qua cái tông là hồng để cho khi mà đưa hai cái bộ nail ra nhìn cho nó dễ thương, hai cái bàn tay ra nhìn nó không có nhiều màu lắm nhưng mà nó ra rất là nó tự tự nha, nó dễ thương ha. Thì nó nhìn nó không có chán ha. Đó, dễ thương. Đó, coi như là tối nay là đi nhảy đầm là vừa ha. Đó. Bây giờ để mình cắt mấy cái hũ bột này qua bên đã để cho mình vuốt xếp ha. Xong rồi mình sẽ sơn top lên cho nó sao cho nó dễ thương. Thì những cái cọ này á, thì các bạn muốn order á, thì cỡ khoảng 2 tuần nữa mới có nha. Thì cái cọ này ha, rất là dễ thương ha. Đó, nó silver, cái màu này silver và bóng. Bóng cầm rất là sướng tay luôn và rất là nhẹ và cái lông rất là mượt ha. Thì các bạn thấy không, khi mình vuốt bột á, thì nó đi rất là dễ ha và nó không có bị dính bột nha. Tại vì cái lông này lông của Smile nó không bị dính. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ vuốt cho nó mịn xuống ha. Đó, mình sẽ dùng vuốt cho nó mỏng xuống trước đã ha. Không, tại vì những cái này nó rất là dày. Mà khi nó dài á, mà mình vuốt xếp á, thì nó rất là khó ha. À, có luôn em ơi, em muốn có luôn, có dạy nghề, có bấm sẵn luôn. Nếu mà khi mà em mua em bỏ cái chữ nốt lên, em ghi cái lời comment lên là bấm cọ dùm là có bấm luôn nha. Đó. Đó, bây giờ Smile sẽ vuốt cho nó mỏng trước nha. Đó, vuốt cho nó mỏng trước. Ha. Đặc biệt là ở trên cái đầu móng này nha, không có được cho nó dài nha, dài quá nhìn nó xấu lắm. Phải cho nó mỏng xuống nè ha. Tại vì khi mình design á, mình phải làm cho nó dài để làm gì? Để mình không có sợ là nó bị thiếu bột hay là bị thiếu bên hông hay gì đó. Rồi khi mình vuốt lại thì nó sẽ đẹp hơn, nó better hơn. Đó, mình phải trừ hao ha, mình phải trừ hao nó ra. Đó. Và khi mà các bạn vuốt, các bạn nhớ là để thả lỏng tay nha, đừng có đè mạnh quá nha. Đừng có khô cực quá, mình phải thư giãn. Thì tất nhiên khi mình chạy máy mình không có sợ, mình không có sợ là bị cắt đứt tay nha. Đó. Ui chào ơi, dễ thương hí. Nó it's the same anh trai ha. It's the same, nó cũng là giống nhau ha. Nhưng mà mình nghĩ là có cái giá, hình như là cái giá là nó cũng vậy, tương tự vậy ha. Ồ, cọ nữa là 2 tuần mới có nha. Đó, bây giờ thì những cái cọ cũ thì còn, mà những cái cọ mới thì chưa có ra ha, 2 tuần nữa. Đó, 2 tuần nữa cọ sẽ ra ha. Và cái cọ mới ra này nó sẽ rất là good hơn những cái cọ xưa. Tại vì cầm nó rất là đã ha. Đó, rất là đã, nó rất là nhẹ và nó rất là, khi mình vuốt bột nó rất là mượt luôn. Đó. Tại vì mình làm bằng cái chất bóng á, chất bóng của Smile á, nên nó cầm nó mượt cái tay lắm. Đó, vuốt cho nó mỏng xuống ha. Rồi xong rồi mình sẽ vuốt cái shape ha. Thì tất nhiên những cái ngón này nè, nó đều rồi, mình không cần vuốt nữa ha. Đó, mình chỉ cần vuốt những cái ngón design này thôi. Thì nó đã xong ha. Bây giờ mình sẽ, này các bạn thấy không, bây giờ mình sẽ vuốt shape này ha. Bét hai bên hông ra nhẹ thôi nha, đừng có bét mạnh quá nha. Đó. Yes, acrylic brush. Yeah, the powder. Yeah.
thì các bạn nè, các bạn thấy không, giũa này để thả lỏng nha, và hai tay giữ bên này ha, mình cứ để thẳng này để cho nó chạy thẳng này, các bạn thấy không, để cho nó chạy thẳng, nhớ nha, để cho nó chạy thẳng nha. Thì các bạn thấy là một bên hông nó ra thẳng rồi ha, bắt đầu mình sẽ chuyển qua bên hông bên này đó, mình sẽ chuyển qua bên hông này, thì tay cái này thì nó phải giữ bên này ha, để cho mà cái móng của người ta nó không mua ở đây thì nó đau, đau lắm, đau lắm, đó mình giữ lại ha, đó các bạn thấy không, cứ giũa một đường thẳng cho smile ha, thì cái shape ra rất là thẳng ha, đó giũa một đường thẳng cho smile đó. Nhưng mà muốn làm một giũa một cái đường thẳng vậy á, các bạn đắp phải đủ bột nha, đắp mà mỏng là coi như là ở dưới này nó bị gãy liền á, kìa các bạn thấy không, đắp phải đủ bột thì các bạn giũa cái shape thì nó ra nó ok ha, nó mới thẳng được ha, chứ không đắp thiếu bột là giũa cái shape ra nó sẽ bị, nó sẽ không có được thẳng và nó sẽ dễ gãy lắm á, đặc biệt là những cái móng dài ha. Đó, móng ngắn thì không sao, thì móng dài mình cần phải có đủ bột chút nha. Đó là xong ha, nó đã thẳng ha, các bạn thấy không, rất là thẳng ha. Làm bộ nail toàn mùi của anh, cỏ từ lóng của anh bỏng như anh luôn. Ôi trời ơi em ơi, sao em cứ là làm quế anh hoài hỉ. Em cho anh lên sòng chụp chứ. Giữa một đường thẳng. Giữa một đường thẳng hí. Hai chị Disney. Chị khỏe không hí? Em nhớ chị quá. Mấy ngày chị không thấy chị like nói em nhớ chị quá. Các bạn thấy không? Giữa một đường thẳng. Tại khi mà smile giữa, smile rất là relax, smile không có bị mệt nha. Smile mặc dù thấy smile giữa rất giống như là rất là bạo lực, nhưng mà thật sự rất là smile rất là relax nha. Đó, tại sao smile phải giũa cái tốc độ nhanh thì cho nó cái shape nó ra nó vô được, cho nó nhanh được, chứ còn mình giũa từ từ á mà mình còn nó rất là lâu ha, nó mất thời gian lắm. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ đo ha. Ôi chào mình dễ thương hỉ. Ồ thì cái ngón này nó còn nhỏ hơn thì mình phải giũa nhỏ hơn chút nữa cho nó dễ thương hỉ. Ok, Johnny Phan, em muốn lấy hẹn không? Cứ qua đây ha. Em cứ qua đây anh làm cho nha, làm cho đi chơi ha. Đó, qua đây thì có Alex nè, Jimmy nè, rồi Smile nè, rồi chị Twisty nè. Đó, em muốn người nào thì cứ chọn thôi. Giống đó, tụi anh xếp hàng cho em chọn luôn. Đó. Màu đẹp giống chị đó chị ơi. Đó, thấy không? Chị thấy không? Dễ thương không? Mặc dù không có chị ở đây, nhưng mà cái màu của chị giống như chị là rất là dễ thương ha. Đó. Giữa hai bên hông, một đường thẳng nha. Giữa một đường thẳng, hai bên hông. Ôi chào, mình dễ thương nhỉ. Ủa, anh đai ô xì, anh biết tiếng Việt hả? Bánh sạc quá. Trời, smile đâu làm gì sao mà bánh sạc trời. Đó. Giữa một đường thẳng cho nó thẳng đã. Bắt đầu coi cái chỉnh là cái shape nha. Sometime các bạn coi những cái để ý những cái phần trong này nha. Nó dễ, nếu mà mình đắp nó bự ra quá mình phải làm cho nó mỏng vô lại nha, nhưng đừng có mạnh quá, mạnh quá nó mất màu. Mình phải chỉnh lại cho nó thẳng ở trong này nè. Các bạn thấy không? Thì khi mà cái đường thẳng hai bên hông này nó đi ra này, các bạn thấy không? Cái shape nó thẳng được ha. Đó. Đó là cái cách để mình đo được cái shape của mình cho nó ra cho nó perfect nha. Đó. Thì khi mà cái shape perfect thì các bạn có bỏ trứng hột bịt lộn hay là diamond lên nó cũng đẹp hết nha. Hay vẽ con giun lên nó cũng đẹp nữa. Đó. Ôi chào mình dễ thương nhỉ. Dễ thương quá hi. Ui chà, hai chân anh Tuấn hi. Ok. Nên nói chuyện với smile bằng tiếng Việt hi. Tại smile không biết tiếng Anh mô. Đó. Thì cái con này nó hơi dài và nó hơi to thì mình phải giũa nhiều nhất chút nha. Mình giũa nhiều một chút ha. Bỏ thời gian giũa nhiều một chút thì nó sẽ đẹp lại, nó sẽ nhỏ lại, nó dễ thương lại thôi. Đó. Các bạn nhớ nha, phải giữ cái tay nha, đừng có để tay ra nha. Giữ tay ra là coi như đau người ta nha. Mình phải giữ tay. Và các bạn muốn mà không có mòn cái tay của mình á thì các bạn có thể mua cái đầu giũa của bên Just Nail ADA đi nha. Giũa không có sợ bị mòn tay và không có sợ nóng tay nha. Giũa rất là good nha. Đó, giũa rất là good. Đó. Đó.
hi anh Danny. Hi Nathan. Dạ đúng rồi, lâu quá, tại bữa giờ em đi làm Osim á, em đi làm clean up á, nên bây giờ em quay lại, em thấy khổ quá, em quay lại em làm nail. Dạ. Bà. Ôi chà, ôi anh dễ thương hỉ. Ôi chà. Xong bắt đầu quá ngọn ly hỉ. Cười. Ok hỉ. Qua thăm smile hỉ. Rồi smile làm cho anh bồ đi về hỉ. Đó. Dụa thẳng ra cho nó thẳng ha. Dụa cho nó thẳng ra. Ui chào, hình thẳng gì hết. Ui chào, hình thẳng hết. Rồi xong rồi mình sẽ quay ngược lại hết. Đây ha, mình sẽ quay ngược lại. Xong rồi mình sẽ dụa trên cái đầu mỏng hết. Ui chào, hình dễ thương hết. Ô, nói chuyện ít hả? Ôi chào ơi, biệt rửa, biệt nè mà biệt trượt rửa, nói chuyện nhiều rồi. Đáng nói em, tối em gọi quá phòng em nói chuyện. Ui chào em, tối của em nằm mình hết buồn quá. Không có ai tâm sự với em hết. Ui chào, em dễ thương hả? Ui chào. Ui, cái ngọt lên đẹp hả? Mau lên đẹp hả? Dễ thương. Ui chào, ôi chào cái máy chạy mốt rồi. Ôi chào cái máy. Ôi rồi, trời ơi. Ui chà. Em hả? Em mới có 16 tuổi à. Em chưa đủ 18 chị ơi. Đó. Bây giờ smile sẽ chạy ở dưới này. Đây là mình smiling này ha. Đó là cái lý do tại sao ha. Smile không có chạy ở chế. Khi mà smile dụ xếp, smile không có dụ ở dưới này. Đó. Tại vì sao? Mất thời gian là thứ nhất này. Và nó không có được thẳng này ha. Đó, mình chỉ chăm sóc một chỗ trước rồi tí nữa mình chăm sóc cái chỗ kia, chứ mình không có thể mà chăm sóc một lần hai cái được nha, thì tất nhiên nó sẽ mất thời gian của mình hơn, và sometimes nó không có được, nó ra nó không được thẳng nha. Đó, mình dụ hai đường thẳng bên hông trước, xong rồi tí nữa mình chạy dưới này ha, thì tất nhiên cái đường hông này nó thẳng và nó đều và nó sạch, nó không có bị dơ hay nó không bị gì hết ha. Đó, bây giờ mình sẽ dụ bên hông này ha. Đừng, đó, dụ bên hông này ha. Ui chào, anh dễ thương hí. Các bạn thấy không, bao nhiêu cái chất dơ này nó đều ra hết rồi không? Các bạn thấy không? Và nó rất là sạch. Và cái thứ hai mình có thể canh được, có nghĩa là mình có thể canh được, là có nghĩa là nó không có bị dính bột ở dưới nè hay là gì đó ha. Đó. Và cái bước cuối cùng là Smile sẽ dùng cái đầu dũa nhọn, cái đầu dũa nhọn này hí. Cái đầu dũa nhọn này thì Smile chạy cái cuticle sơn một chút nữa nha. Tại Smile không có muốn cái người khách này là không có muốn là bột của mình nó bị dính da hay là gì hết, mà Smile sẽ chạy sơ sơ một chút nữa thôi ha. Chạy sơ sơ thôi ha. Đó, sơ sơ thôi. Nhớ là các bạn đi nhẹ nhàng thôi nha, để cho nó tròn, đừng cho nó mất bột. Nó mất bột là nhìn nó xấu lắm ha. Đó, bắt đầu cái ngón này ha, thì mình đi sơ sơ này. Đó, đi sơ sơ thôi. Đi sơ sơ thôi ha. Đó, đi sơ sơ thôi. Oh my god, so beautiful ha. Đó, đi sơ sơ cái ngón này cũng vậy ha. Đó, đi sơ sơ thôi. Đi sơ sơ kẹo sợ mất cái leader của mình nha. Đi sơ sơ đừng nhiều quá ha. Đó. Ôi trời. Rồi xong rồi. Ôi trời, 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 trời. Xong rồi bóc phơ nha. Xong rồi smile bóc phơ cho nó sạch ha. Đó, bóc phơ cho nó sạch ra. Đó ha. Bóc phơ cho nó sạch luôn, sạch là sạch ha, các bạn thấy không, cho nó sạch và cho nó bóng ha. Đó, bóc phơ cho nó ra hết cái chất dơ này ha. Đó, thì các bạn thấy không, khi nó sạch này, các bạn thấy cái xếp ra nó ok ha. Đó, bóc phơ ra ha. Đó. Ui chào, mình dễ thương hí. So beautiful. Yeah, so beautiful and sexy. Rồi, xong rồi, smile sẽ lên ở dưới ha. Cho nó sạch nữa ha. Đó, cho nó sạch. Bóc phở cho nó sạch ha.
Ui chà. Xong rồi mình sẽ phủ bụi nha. Mình sẽ phủ bụi. Ui chà. Xong rồi bắt đầu mình sẽ sơn treo lên. Tại vì Smile không có design cái những cái này nha. Smile không gắn đây mình không có vẽ không gì hết. Smile sẽ cái màu với lại sơn top cho nó shiny lên, bóng bóng lên cho giống như Smile nha. Hai anh Dương quá, anh khỏe không? Tiểu cô đi đâu rồi anh? Đó, cho gửi lời thăm tới cô nha. Dạ. Ui chào anh dễ thương hả? Ui. Đẹp quá hả? Quá đẹp. Đẹp thương dễ sợ. Tọt cột mà sai cũng hết nữa thôi. Làm gì quả mà sai hết luôn rồi. Bỏ lên hí. Ui chào anh dễ thương. Ui chào anh. Sang trọng hí. Ui chào anh. Sơn răng mà rợt cò luôn rồi. Khổ thiệt. Rợt cò luôn rồi. Đúng là bỏ nghe lâu ngay quá, đùng lại cái chi cũng rợt hết. Ui chào ơi, cái ngõ lên đẹp. Thì các bạn thấy không, nhớ là đừng có dũa lên trên những cái màu đậm này nhiều nha, nếu mà các bạn muốn không bị nổi lông bóng nha. Đó, đó là cái mẹo nha. Đắp cho đẹp chút rồi xong rồi mình chỉ cần buffer sơ qua chạy Kiriko rồi dũa xếp thôi. Ui chào anh chị thương hiểu. Ui giống như là ngôi sao bắn. Ui chào anh. Bắt đầu con ngọn cụi hí. Mèo khen mèo dai đuôi hí. Ok. Bây giờ mình sẽ bỏ vô hí. Đó. Ui chào anh chị thương. Hai cái màu dễ thương thiệt. Dễ thương giọng ý như Smile luôn. Không khác gì giọng như Smile. Bỏ vô hí. Ok. 60 giây. Trong vòng 60 giây là 60 giây là xong hí. Bây giờ mình sẽ cho mọi người coi sản phẩm hí. Ok, về nhà nhau hí. Thì dâu mua rồi để bỏ dâu lên đấy hí. Ui chà. Sau một cái thời gian làm việc. Trong vòng 60 giây hí. Vài bữa là Just Nail sẽ ra những cái kim tuyến này nha. Các bạn có thể order nha. Đó. Ôi chào nha. Bỏ đen chụp đại. Rồi cho mọi người coi hình. Dạ ok anh hí. Ok đợi em chụp để em hơ cái tay rồi em coi lại cho anh hí. Ok hí. Xong rồi hí. Xong rồi mình sẽ bỏ dầu lên hí. Đó, bỏ dầu lên cho anh dễ thương hí. Ui chào, cái màu purple lên dễ thương hí. À, cái gì? À, sư phụ cái gel gắn hột xoàn như hũ á. Treo gắn hột xoàn hình như là 10 đồng hay sao? 10 đồng một hũ. Đó. Rồi xong hí. Bây giờ đặt bỏ hai tay lên hí. Ui chào hình dễ thương hí. Ui chào hình màu topo lên dễ thương hí. Ui ui. Ui giống như là gãi mới lớn á. Ui chào hình mà. Ok mọi người nhé, thì đây là cái bộ nail đã xong ha. Và đây là cái màu nó đã ra như thế này ha. Đó, xếp ok ha. Và cái màu ra rất là chuẩn ha. Thì các bạn mua những cái màu này các bạn đắp, các bạn không có sợ bị marble nha. Không có sợ ra marble nha, màu nào nó ra màu đó hí. Thank you mọi người đã xem cái video này ha. Và chúc mọi người có một cái buổi tối vui vẻ nha. Đó và đó, các bạn thấy không, nó không có bị hột. Các bạn thấy không, khi các bạn đắp này, các bạn làm theo y như sao Smile làm này, các bạn thấy cái màu ra nó rất là chuẩn. Nó mình không cần dũa nhiều thì nó không có sợ bị marble nha.
Ok, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ hí. Có gì các bạn muốn order thì các bạn có thể vô chasnel.com .com để order nhé. Đó, đây là thì các bạn thấy là một nguyên một cái dàn hàng một đây ha. Thì cái này là chỉ mới là 100 mấy màu thôi. Và bữa 200 màu nữa là không biết chỗ nào để luôn ha. Đó. Ok các bạn, bye mọi người nhé. Ui nhìn dễ thương.